Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 39, ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100. Bài số 1. Viết vào ô trống thay mão. Này là gì đây? Hàng chục là 4, là 1 2 3 4. Cái đó là hàng đơn vị. Hàng đơn vị, còn hàng chục là 5, một bó này là 10, 10, cái này là 20, 30, 40, 50, 50 hay còn gọi là 50. Chúng ta ghép lại là 54, 54 hoặc là 54. Cái này là 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, một bó này là 10 cây này, 10, 4 chục, hai đơn vị là 1, 2, 3, 4, 5, 5, ghép lại là 40, 15. 45. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục, bảy chục. Này là một đơn vị. Này là 71. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục, bảy chục, tám chục. Hàng đơn vị không có nào hết. Này là 80. Chúng ta qua bài B. Năm chục, sáu đơn vị là 56, đọc là 56. Ba chục và năm đơn vị là 30, 15. Tám chục và một đơn vị là 81. Này là sáu chục và bốn đơn vị là 64. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Viết số tích hợp vào ô trống theo mẫu. Này là 46. 46 là gồm là 4 chục và 6 đơn vị. 75 gồm là 7 chục và 5 đơn vị. Này là 7 chục nè. Và này là 5 đơn vị nè. 54 gồm là 5 chục là 50 nè và 4 nè. 54 là bằng 50 và này là 4. 3 chục và 3 đơn vị là bằng 30, 33. 33 là bằng là 3 chục là 30 và này là 3 đơn vị. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Các bạn Hồng, Xuân, Thắng, Lợi lần lượt cao là 89 cm, 91 cm, 97 cm, 96 cm. Câu A. Viết vào ô trống tương ứng theo thứ tự là các bạn là từ thấp đến cao. Tên là cao. Như vậy chúng ta sẽ xem số liệt kê trong này là người ta yêu cầu là từ thấp đến cao. Rồi trong này thì chúng ta sẽ có là 89. 89 đây là thấp nhất. Rồi cho lát nữa chúng ta sẽ liệt kê tên. Rồi tới là 90, 91 cm. Rồi 90, 16 cm và 90, 7 cm. 89 là của bạn nào? Là tương ứng với là bạn Hồng. Rồi. Bạn 91. 91 thì tương ứng với là bạn Xuân. 96 là cái cuối cùng, thì tương ứng với là bạn Lợi này, nè, bạn Lợi. Và 97 thì tương ứng với lại là bạn Thắng. Người ta họ liệt kê như thế này thì tương ứng với lại Hồng là 89, Xuân là 91, Thắng là 97 và Lợi là 96. Bạn câu B, viết tên bạn thích hợp vào chỗ chấm, bạn chấm chấm cao nhất. Như là bạn Thắng là cao nhất.
Bàn thấp nhất là bàn hồng. Bàn thấp hơn lợi và cao hơn hồng. Thấp hơn lợi và cao hơn hồng. Cao hơn hồng là bàn này, mà thấp hơn lợi là như vậy là bàn xuân. Bàn xuân là thấp hơn lợi này và cao hồng, như vậy là bàn này là bàn xuân ở giữa. Chúng ta qua bài số 4. Bàn việc ghép 2 trong 3 tấm thẻ như hình dưới để được các số có hai chữ số. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Bàn việc ghép được các số là 2 trong 3 tấm thẻ. Được không? 2 trong 3 tấm thẻ. Như vậy thì chúng ta sẽ ghép được bao nhiêu đây? 2 này chúng ta ghép lại là 4, 40. Nào. Như vậy là số có hai chữ số, cho nên con số số 0 này chúng ta không thể đảo lại phía trước được. Đảo phía trước sẽ thành là số có một chữ số. Rồi chúng ta có thể là ta lấy 4 ta ghép với lại là 9, được không? Rồi ta đảo lại ta lấy 9 ta ghép với lại là 4. Rồi. Rồi có thể là ta lấy cái này ta ghép với cái này là 9. Rồi, con số 0 là 90. Trong các số ghép được, số lớn nhất là con số 94. Và con số bé nhất là con số 40. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra là dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.